xin chào các bạn chắc hẳn sẽ có những ngày khi học online dạy online hay là làm việc học hành trực tuyến mà yêu cầu cần phải bật camera lên nhưng hôm đó bạn cảm thấy không thật sự thoải mái hay tự tin hoặc đơn giản chỉ là bạn muốn xuất hiện với một chút hiệu ứng làm đẹp hay các hiệu ứng hóa trang đáng yêu vui nhộn đặc biệt hơn những buổi online meeting ngày thường thì video này mình sẽ giới thiệu với các bạn hai ứng dụng đầu tiên là ứng dụng tạo nhân vật hoạt hình 3D như thế này được thiết kế và mô phỏng dựa vào chính khuôn mặt của bạn nhờ vào công nghệ trí thông minh nhân tạo với các thao tác và cảm xúc thay đổi cùng với cử động và biểu cảm của bạn khi bạn di chuyển như thế nào trước camera thì nhân vật cũng sẽ di chuyển như vậy ngoài ra còn có thể tự chọn lựa quần áo phụ kiện kiểu tóc phong nền v v Ứng dụng thứ hai thì chính là một ứng dụng cho phép sử dụng các hiệu ứng lenses mà các bạn thường gọi là filter hay effect khi chụp hình để làm mịn da làm đẹp trên điện thoại. Nhưng với ứng dụng này bạn có thể làm được điều đó trên máy tính ngay khi đang trong cuộc họp trực tuyến để có các hiệu ứng trang điểm làm đẹp, hay hóa trang hay các hiệu ứng vui nhộn như thế này. Cả hai ứng dụng trên đều có thể dùng được với mọi cuộc họp trực tuyến trên nhiều nền tảng khác nhau từ Zoom, Microsoft Teams hay là Google Meet. Mình sẽ hướng dẫn trước hết là kiểu hiệu ứng hoạt hình 3D này được tạo ra bởi ứng dụng Lummi. Riêng với Lummi thì bạn sẽ cần tạo nhân vật hoạt hình của bạn trước thông qua ứng dụng Lummi trên điện thoại. Tại ứng dụng tùy theo hệ điều hành của bạn là Android hay là iOS. Sau khi cài xong thì mở nó lên. Lummi sẽ yêu cầu bạn chụp hình để ứng dụng có thể tạo nhân vật mô phỏng theo khuôn mặt của bạn. Nhớ vào cài đặt bật chế độ cho phép Lumi truy cập camera để chụp hình. Thao tác này thực hiện cho điện thoại hệ điều hành iOS. Nếu bạn dùng điện thoại khác thì cũng tương tự. Canh chỉnh khuôn mặt vào vị trí trung tâm, nhìn thẳng chính diện và đặc biệt là không nên cười sẽ mất một lúc để ứng dụng phân tích khuôn mặt bạn và cho ra các gợi ý ban đầu. Bạn cứ chọn tạm bất kỳ một gợi ý nào cũng được vì ta sẽ chỉnh sửa sau. Để có thể đồng bộ và dùng Lummi trên máy tính thì bạn cần tạo một tài khoản, chọn sign in, sau đó dùng tài khoản Gmail, Facebook để đăng ký hoặc chọn sign up để tự điền email và mật khẩu. Bạn sẽ nhận được một email chứa link xác thực. Sau khi xác thực xong thì bạn quay lại ứng dụng. Việc bây giờ là tinh chỉnh lại nhân vật theo ý thích của bạn. Bạn có thể đổi màu da chọn kiểu tóc, hình dáng khuôn mặt, kiểu áo. Với mỗi kiểu quần áo bạn đều có thể đổi lại phối màu tùy ý, chọn dây dép, mắt kính, phong nền, trang điểm với màu má hồng, màu phấn mắt, thêm phụ kiện bông tai, nón, xác định lại giới tính cho nhân vật tinh chỉnh các tỷ lệ khuôn mặt như quai hàm, độ rộng, độ cao của trán và má, hay hình dáng của cằm, màu mắt, mí mắt, độ to, độ rộng, độ nghiêng của mắt, lông mi, lông mày, hình dáng môi, dáng mũi ba chiều, tai vân vân. khi hài lòng rồi thì bấm lưu. ngoài việc sử dụng lông mi trong các ứng dụng họp trực tuyến, bạn cũng có thể tạo bộ sưu tập sticker nhân vật của mình để dùng trong các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại như là WhatsApp. Còn để dùng được nhân vật Lumi này trên máy tính thì bạn cần truy cập vào đường dẫn của Lumi Live để Tải ứng dụng về máy chọn tải ứng dụng phù hợp với hệ điều hành của máy tính để cài đặt sau khi cài xong thì mở nó lên bạn nhớ cấp quyền cho phép Lumi truy cập và sử dụng camera của máy tính thao tác cấp quyền này thực hiện tùy theo hệ điều hành mà bạn đang dùng như bạn thấy hiện giờ nhân vật trên Lumi là một nhân vật mặc định để mở được nhân vật đã tạo bạn chọn đăng nhập và điền vào tài khoản bạn vừa mới đăng ký trên điện thoại lúc nãy để đồng bộ nhân vật và máy tính đăng nhập thành công thì bạn sẽ thấy nhân vật hoạt hình của bạn xuất hiện. Có ba chế độ hiển thị khác nhau của nhân vật. Hãy chọn chế độ video để nhân vật của bạn có cử động và khẩu hình miệng khớp với biểu cảm và lời nói của bạn ngoài đời thực trước camera. Hay cũng có thể chọn chế độ thực tế ảo để lấy không gian thực từ camera đang ghi hình. Lummi có sẵn một số hình nền cho bạn lựa chọn từ bối cảnh văn phòng đến lớp học hay là cảnh thiên nhiên bạn cũng có thể chọn custom để tự tải hình bất kỳ làm phong nền từ máy tính ngoài ra còn một số tùy chỉnh khác như là chế độ khung hình xa gần bạn cũng có thể điều khiển nhân vật thực hiện các cử chỉ và động tác như là đồng ý giơ tay chúc mừng khi trong cuộc họp mà có việc phải đi ra ngoài bạn có thể bật trạng thái away để hiện thông báo tạm vắng mặt trong một cài đặt ở đây bạn có thể đặt tên nhân vật hiện trên màn hình bạn nhớ là kiểm tra đã bật hay chưa chế độ phản chiếu này lên để đảm bảo là người khác sẽ không nhìn thấy hình ảnh và chữ trên nền của bạn bị ngược các thông số còn lại liên quan đến chế độ hiển thị thì bạn có thể tự tham khảo thêm nếu quan tâm rồi bây giờ làm thế nào để dùng được các nhân vật trong các ứng dụng online meeting Nhớ đừng tắt Lumi đi và mình sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt từng ứng dụng với ví dụ đầu tiên là Zoom. Khi trong phòng họp Zoom, bạn bấm vào mũi tên ở biểu tượng video, thay vì dùng camera mặc định của máy thì bạn chọn lại là Lumi Live rồi giờ mới bắt đầu bật video lên. Bạn sẽ thấy nhân vật của bạn đã xuất hiện. Tuy nhiên lưu ý Lumi phải luôn được bật song song cùng với các ứng dụng họp trực tuyến. Muốn thay đổi phong nền hay tạo động tác và cử chỉ thì cũng phải điều khiển từ cửa sổ của Lumi. Tương tự như vậy với cuộc họp trong Microsoft Teams, rê con chỏ chuột đến biểu tượng Camera, bấm vào đây để chọn nguồn ghi hình đầu vào là Lumi Live, rồi mới bật Camera lên. Trong cuộc họp, bất cứ khi nào bạn muốn quay về trạng thái như bình thường thì chỉ cần chọn lại nguồn ghi hình là Camera mặc định của máy tính còn với cuộc họp trong Google Meet thì cũng tương tự ở dấu ba chấm chỗ này bạn chọn cài đặt ở một video bạn chọn nguồn thu hình là Lummi Live rồi mới bật camera lên lưu ý khi dùng Lummi cho tất cả ứng dụng thì bạn nên đeo tai nghe có micro để nguồn thu âm thanh tốt thì khẩu hình miệng của nhân vật sẽ khớp với lời nói của bạn hơn tiếp theo là cách tạo các hiệu ứng phong phú và thời thượng với Snap Camera bạn vào đường link sau để tải ứng dụng snap camera xuống cho máy tính đọc kỹ các yêu cầu về hệ điều hành về cấu hình máy và thông số đồ họa tối thiểu chọn đồng ý các điều khoản sử dụng không cần nhập email mà xác thực luôn rồi chọn tải xuống phiên bản dành cho hệ điều hành của mình sau khi cài đặt xong mở ứng dụng lên trong giao diện chính bạn sẽ tìm thấy rất nhiều các bộ sưu tập và các hiệu ứng thịnh hành từ những hiệu ứng làm đẹp trang điểm đến những hiệu ứng ngộ nghĩnh hài hước nếu yêu thích hiệu ứng nào và muốn lưu lại thì bấm dấu sao thêm vào yêu thích để bạn có thể truy cập và dùng chúng nhanh chóng từ đây nếu muốn tìm thêm hiệu ứng khác thì chỉ cần gõ từ khóa ở khung tìm kiếm bên phải. Rồi giờ làm sao để dùng các hiệu ứng của Snap Camera trong online meeting? Lúc này có thể ẩn và thu nhỏ cửa sổ giao diện nhưng nhớ đừng tắt hẳn Snap Camera đi nhé. Đối với cuộc họp trong Google Meet, bạn cũng vào dấu ba chấm, chọn cài đặt. Ở một video chọn nguồn máy ảnh là Snap Camera. Tương tự đối với cuộc họp ở Zoom, ở mũi tên của biểu tượng video chọn Snap Camera. Tương tự tiếp tục nếu bạn muốn dùng Microsoft Teams thì rê con chỏ chuột đến biểu tượng Camera cũng chọn nguồn thu hình là Snap Camera. Như các bạn thấy đó, thao tác rất nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên hãy nhớ là cả Lumi và Snap Camera đều cần phải được mở để chạy cùng lúc với các ứng dụng họp trực tuyến thì mới hoạt động được, nếu không thì nó sẽ báo lỗi, kết nối hoặc là không hiện gì cả. Việc mở song song này đương nhiên sẽ dễ gây quá tải về đường truyền hay tốc độ xử lý nếu như máy tính của bạn có cấu hình quá yếu và thấp. Video này thì đang thao tác trên hệ điều hành của MacBook. Thao tác trên các hệ điều hành khác thì cũng tương đồng, nhưng các lỗi và trục chặt thường xảy ra khi cài đặt hay sử dụng thì có thể là tùy vào cài đặt camera hay là cấu hình máy riêng của từng người. Một điều quan trọng là dù có yêu thích Lumi hay Snap Camera đi nữa thì hãy sử dụng nó hợp lý, đúng nơi, đúng lúc để không gây mất tập trung hay ảnh hưởng đến người khác trong buổi học hay là họp online của bạn nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ với ứng dụng. Xin chào và hẹn gặp lại.